Mới đây tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và trên 200 đại biểu doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước tham dự. Tại sự kiện, ban tổ chức đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 cho 60 doanh nhân trong tổng số 211 đề cử. Đây là kết quả chương trình bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phát động từ tháng 7 năm 2022. Tất cả 60 doanh nhân được tôn vinh đều có quá trình lập nghiệp đáng ngưỡng mộ, thể hiện bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo vượt khó, tinh thần tự hào dân tộc. Trong đó, 10 doanh nhân được vinh danh top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu nhất, 6 doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, có doanh nhân đóng góp lên đến hơn 1.200 tỷ đồng. Về các điểm mới trong quy trình bình xét danh hiệu, đại diện VCCI cho biết chất lượng hồ sơ cao hơn các kỳ trước, phần lớn doanh nghiệp đều có hồ sơ kiểm toán đi kèm, thể hiện tính minh bạch và quản trị ngày càng chuyên nghiệp hơn của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc khảo sát thực tế doanh nghiệp, phỏng vấn, đánh giá trực tiếp các ứng viên do 22 đoàn thẩm định, dẫn đầu bởi các nhà quản lý, các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế. Cũng nhân dịp này, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, là một trong 15 nữ doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam với nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho ngành điện, cho xã hội nên đã được vinh danh là Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022.